chào các bạn và mọi người nha. Các bạn mọi người cùng xem nha. Đi đang lỗ lúng nữa nè. Hay không bạn đi. Ôi giờ anh ta đang kiếm đường để qua mấy bên kia các bạn. Đi trước qua bển đang mở cái đường để hồi máy kéo dưới mình kéo lúa đầu qua luôn đó nha các bạn. À, cái lỗ này hôm qua nè các bạn, hết hồn chưa, hai máy chạy xong rồi qua bên đường bên đó đó. Nó xuyên cái cây lên bỏ để lại đó nó sau luôn. Tới đó. Yeah.
lậu rồi. Chạy đứa qua đó các bạn mà qua không được á, quá dễ ha. Qua đang cắt cái khu bển. Tiếp tục dọn cây xuống. Dọn cây xuống chỗ đi coi. Chú này thì chủ ruộng nha, không có nhiệt tình các bạn ạ. Cũng tranh thủ cũng làm để cho anh em cho dễ đi. Cũng cưa cây cũng chặt rồi lưu hết trơn. Thì chắc có thể qua được à. Nó đi được một lần thôi các bạn là mình sẽ đi được rồi, tại vì nó phá được cái lớp đầu đó. Cái lớp đầu nó dẻo và chạy tới đó là nó dội không chứ nó không đi. Tiếp luôn chứ thủ cây thủ này kia coi nè, làm sẵn ở trong đó bạn mà đi còn được á. Rồi bán đi. Nó kéo nó qua được. Thôi qua đó gắt nữa rồi. Rồi giờ để tới máy kéo qua thôi, ít máy cắt. Lót phun vô. Để mới cắt qua các bạn. Mới cắt mình nó nặng dễ đi hơn các bạn, sợ lún xuống đâu thôi. Không có cái đường đi được rồi.
cứng luôn, hai cha tụt dốc luôn.